Mến chào tất cả các bạn cùng đến với Kinh Nghĩa Lược Sống của tôi. Hôm nay là ngày 13 tháng 9, thứ Sáu trong tuần lễ 23 mùa Thường Niên. Và hôm nay cũng là ngày giáo hội mừng lễ Kinh Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục Tiến sĩ Hội Thánh. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 6, từ câu 39 tới 42 và bài suy niệm sau đây. Khi Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không xa xuống hố. Môn đệ không trọng hơn thầy, nếu môn đệ được sống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt người? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bây giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em người. Lời của Tin Mừng. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, Thánh Gioan Kim Khẩu vì can đảm làm chứng cho Tin Mừng và bênh vực người nghèo trước cảnh xa hoa vô tâm của người giàu. Người đã bị hoàng gia ghen ghét và hai lần bị đi đày rồi chết ở Cô Mana Ponto, nơi lưu đày, ngày 14 tháng 9 năm 407. Người đã giảng dạy nhiều và viết nhiều tác phẩm để giải thích giáo lý Công giáo và huấn luyện đời sống Kitô hữu. Vì thế, người được mệnh danh là Kim Khẩu. Thưa các bạn, có một câu nói khá phổ biến như sau: gương của anh em là người thuyết giáo giỏi nhất. Và rồi cũng có một câu khác thì lại khẳng định rằng một bức tranh đáng giá hơn cả lời nói. Do đó, thưa các bạn, mọi người chúng ta đừng khuyên rằng tất cả mọi Kitô hữu chúng ta luôn được mời gọi phải trở thành là những người làm gương, mà không có bất cứ ngoại lệ nào khác, đặc biệt nhất là đối với những người mang trách nhiệm lãnh đạo. Làm gương và sống một đời sống gương mẫu cho người khác là một lời mời gọi hết sức quan trọng mà chính Tin Mừng hôm nay đã đề cập đến. Nếu chỉ tự hào cho mình là người khôn ngoan, giỏi giang, là người biết hết mọi sự, nhưng lại không biết chính mình, thì người đó như là kẻ biết nói và không làm. Chúa Giêsu gọi đó là những người mù lại dắt người mù. Thì vậy, thưa các bạn, muốn hướng dẫn, muốn dạy dỗ người khác thì trước hết phải biết điều mình hướng dẫn, điều mình dạy trước, kẻo thì mù dắt mù, cả hai sẽ rơi xuống hồ. Có biết mình có sáng mặt thì mới thấy đường mà hướng dẫn anh em mình. Vậy điều kiện để trở thành là người hướng dẫn kẻ khác là mình phải biết mình. Bởi vì nhiều lúc chúng ta thường nói rằng việc người thì sáng, còn việc mình thì quáng. Nên việc nhìn lại chính mình để tự kiểm thảo luôn là điều cần thiết của mỗi Kitô hữu, nhất là những ai mang trách nhiệm hướng dẫn các tâm hồn. Vì nhận biết mình là ai nên Thánh Augustino cũng đã từng thưa với Chúa rằng: Noverim te, noverim me, có nghĩa rằng lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Qua phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận, ân sủng của phép bí tích rửa tội ban cho chúng ta được tham gia vào sự truyền đạt cứu độ của Chúa Kitô. Như là những người đã được chịu phép rửa tội,
chúng ta đều đã nhận được chức tư tế của phép rửa. Vì thế, một chức vụ linh mục tư tế, ngoài nhiệm vụ thánh hóa và dạy dỗ người khác, còn có nhiệm vụ munus, có nghĩa là lãnh đạo hoặc chỉ đạo hướng dẫn người khác. Tất cả chúng ta dù muốn hay không, đều cần phải biết lắng nghe và học hỏi. Khi đó mới có thể làm gương truyền cảm hứng cho những người chung quanh thông qua hành vi của chúng ta. Chẳng hạn như khi chúng ta nghĩ đến ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái, giáo viên đối với học sinh và vân vân. Người Kitô hữu chúng ta chắc chắn cần phải có một ý thức mạnh mẽ hơn nữa về tất cả những điều này. Nhất là việc lắng nghe, ngay cả cần lắng nghe những người không ưa mình và phê bình về mình. Tựa như một câu chuyện sau đây, có một ông vua kia được viên quan cẩn thận cho biết một tin khẩn như sau: thưa ngài, kẻ đã luôn luôn phê bình chính sách của ngài nay bị bệnh nặng, sắp qua đời. Từ nay chúng ta sẽ được yên thân hơn. Nghe tin báo như vậy, thay vì vui mừng thì nhà vua lại ra lệnh cho viên đại thần như sau: hãy mau đi tìm vị lương y giỏi nhất đến chữa trị cho người bệnh đó. Ta không muốn kẻ đó phải chết. Hãy làm mọi cách để cứu sống kẻ đó. Quan đại thần ngạc nhiên hỏi lại: thưa ngài, người này là người luôn luôn phê bình đường lối cai trị của ngài. Nếu ông ta mà chết thì có lợi cho ngài hơn. Vậy cớ sao ngài lại muốn như vậy và ra lệnh phải tìm đủ mọi cách chữa trị cho người đó sống? Nhà vua trả lời: chính vì người đó dám lên tiếng phê bình ta, nên ta lại càng phải cứu sống người đó. Ta cần một người can đảm như vậy hơn là những người lúc nào cũng chưa biết có tung hô vạn tuế. Thật vậy thưa các bạn, như là những người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi, hay nói một cách khác là cần phải học hỏi nơi những gì mà người Do Thái và các Kitô hữu tiên khởi đã từng trải nghiệm nơi Chúa Giêsu. Người đã làm mọi việc rất tốt lành, theo Tin Mừng Thánh Marco chương 7 câu 37. Hay nói một cách khác, như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, Chúa Giêsu chịu đóng đinh là chứng nhân vượt trội của tình yêu kiên nhẫn và lòng quảng đại khiêm nhường. Như viên đại đội trưởng chứng kiến cái chết của Chúa Giêsu đã truyền đạt đến cho mỗi người chúng ta. Quá thực, người này là một người ngoan đạo. Ngài là con của Thiên Chúa. Theo Tin Mừng Thánh Luca chương 23 câu 47. Sau đấy chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con biết sống khiêm nhường, biết trở thành là người sáng suốt, biết tự lấy cái xà trong mắt mình trường, hầu xứng đáng trở thành là người hướng dẫn vì đã tự biết mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.